Tôi và người bạn thân nhất của tôi, tiểu tình, cuối cùng cũng đã tiết kiệm đủ tiền để bắt đầu chuyến đi Thái Lan mà chúng tôi mong đợi từ lâu. Tối hôm đó, chúng tôi tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động ở Bangkok. Tiểu tình và tôi ngồi trong một quán quán bar ở trung tâm thành phố, uống các tên và đắm mình trong bầu không khí nơi đây. Một cô gái dáng người xinh đẹp và quyến rũ, với nụ cười mê hoặc, bước đến chỗ chúng tôi, tự giới thiệu, xin chào, tôi là Phi Phi. Chào Phi Phi, bạn là người địa phương à? Tôi hỏi, Phi Phi gật đầu, tôi làm hướng dẫn viên bán thời gian, dẫn du khách khám phá những bí mật của thành phố này. Nghe có vẻ thú vị, tiểu tinh nói với vẻ nhiệt tình. Vậy bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về một vài điểm đến bí mật của Bangkok không? Tất nhiên rồi, Phi Phi cười và nói, tôi biết một số nơi mà các bạn chắc chắn sẽ thích. Cô ấy xây xưa kể về những điểm đến bí mật ở Bangkok, và ngay lập tức, tôi và tiểu tinh bị cuốn hút. Trong vài ngày tiếp theo, Phi Phi dẫn chúng tôi đi tham quan khắp nơi. Cô ấy biết những quầy hàng ăn đường phố ngon nhất, những góc yên tĩnh trong các khu chợ sầm ướt và một số điểm tham quan mê hoặc. Càng ở bên cô ấy, chúng tôi càng tin tưởng cô ấy hơn. Một buổi tối, Phi Phi đề nghị chúng tôi đi đến một tiệm massage sang trọng mà ít du khách biết đến. Nơi đó thực sự rất tuyệt, cô ấy nháy mắt nói, hầu hết bạn bè của tôi đều đã đến đó trải nghiệm, vì chúng tôi đã rất tin tưởng cô ấy, nên không hề do dự đồng ý. Tiệm massage nằm ở một khu vực yên tĩnh của thành phố, bên trong có tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh sáng mơ ảo. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng trang trí tinh tế, có hai chiếc giường massage. Các nhân viên massage tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, dưới bàn tay khéo léo của họ, chúng tôi đều thư giãn. Tuy nhiên, khi massage diễn ra, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ có thể là do tranh lệch múi giờ và môi trường thư giãn. Nhưng khi nhìn sang tiểu tình, tôi thấy cô ấy cũng dần chìm vào giấc ngủ, các cử động chậm chạp. Tiểu tình, cậu có ổn không? Tôi khẽ hỏi, giọng lờ mờ, cô ấy nhìn tôi qua đôi mắt khép hờ, cố gắng mở mắt ra, tớ không biết, tớ cảm thấy rất mệt, cô ấy nói nhỏ, trong khi cơ thể tôi cũng dần nặng chịu. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình và tiểu tình đang ở trong một căn phòng tối mờ, các bức tường được làm bằng bê tông thô, lạnh lẽo và sàn nhà bẩn thỉu, không khí phẳng phất mùi ẩm ướt và mốc meo, cổ tay chúng tôi bị trói chặt bằng dây thừng thô giáp, quần áo lộn xộn như thể bị ai đó làm rối tung lên, càng khiến tôi lo lắng. Tiểu Tình tỉnh dậy nhanh, tôi khẽ lay cô ấy. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tiểu Tình từ từ mở mắt, khuôn mặt cô ấy hiện lên vẻ bối rối và sợ hãi. Chúng ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Chúng tôi biết rằng phải hành động nhanh chóng, nếu không họ sẽ đưa chúng tôi đến một nơi không thể trốn thoát. Tiểu Tình nhìn những sợi dây này xem, tôi nói khe, kiểm tra dây chói ở cổ tay, hình như chúng không được thắt quá chặt chúng ta có thể thử cởi chúng ra tiểu tình gật đầu được rồi chúng ta thử đi chúng tôi dùng một mảnh sứ vỡ tìm thấy trên sàn nhà cố gắng mài dây thừng đủ lòng để tay chúng tôi có thể tuột ra tin chúng tôi đập thình thịch sợ rằng có ai đó sẽ vào bắt chúng tôi bất cứ lúc nào sau khi thành công tháo dây chói chúng tôi lén lút đi đến cửa cửa bị khóa nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài chờ đến khi tiếng động biến mất chúng tôi lập tức dùng một mảnh kim loại tìm thấy để cậy khóa đây là kỹ năng tôi học được từ anh trai, anh ấy luôn đùa rằng một ngày nào đó, kỹ năng này có thể sẽ hữu ích, nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy đã đúng. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, chúng tôi trốn vào một hành lang tối mờ, cố gắng di chuyển càng yên tĩnh càng tốt, cả hai đều trở nên vô cùng cảnh giác. Cậu nghĩ chúng ta đi đúng đường chứ? Tiểu tình hỏi, giọng run rẩy. tớ không biết, nhưng chúng ta phải tiếp tục đi, tôi nói, vừa trả lời vừa lo lắng quan sát xung quanh cuối cùng chúng tôi phát hiện ra một khung cửa sổ đó là lối ra một con hẻm nhỏ con hẻm hẹp đến mức chỉ có thể đi qua từng người một và cần phải cố gắng một chút mới có thể lạc qua tiểu tình cậu đi trước tôi thúc giục cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong giọng nói tiểu tình gật đầu bắt đầu trèo qua cửa sổ nhưng khi cô ấy cố gắng chui qua cái lỗ nhỏ đó một cảm giác sợ hãi và tự bảo vệ trào lên trong tôi nếu cô ấy đi trước có lẽ tôi sẽ không có đủ thời gian để thoát ra tiểu tình nhanh lên Tôi thúc giục, giọng run rẩy, khi Tiểu Tình đang nửa người chui qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong hành lang, lúc đó, tôi hoảng loạn, nếu họ bắt được chúng tôi ngay bây giờ, có lẽ chúng tôi sẽ không còn cơ hội để trốn thoát nữa. <laughs> "Tiểu Tình, nhanh lên!" Tôi hét lên đầy lo lắng, cố gắng đẩy cô ấy qua cửa sổ, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và tôi biết thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn mạnh mẽ, tôi ngay lập tức đưa ra một quyết định tôi nằm lấy chân của cô ấy và kéo ngược lại vào phòng, cô ấy ngã xuống đất nặng nề, ngước lên nhìn tôi đầy kinh ngạc và cảm giác bị phản bội, nhưng tôi biết mình không thể do dự, xin lỗi, tôi nghẹn ngào nói khẽ, sau đó nhanh chóng trèo qua cửa sổ, tôi cố gắng luồn qua và rơi xuống nền đất bên ngoài, ngay lúc đó cánh cửa phía sau chúng tôi đột ngột mở ra, phi phi và hai người đàn ông lao vào với vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ, chạy đi, tôi hét toáng lên, tôi biết đã quá muộn với tiểu tình, nhưng tôi hy vọng có thể tự cứu mình, tôi chạy trối chết không dám quay đầu lại trái tim tôi đập loạn nhịp hơi thở dồn dập con hẻm dường như không có điểm kết thúc nhưng tôi buộc mình phải tiếp tục chạy cho đến khi tôi đến được một con phố đông đúc ở đó tôi vẫy một chiếc taxi và van xin tài xế đưa tôi đến đồn cảnh sát gần nhất tôi kể với cảnh sát mọi chuyện và họ hứa sẽ điều tra tuy nhiên ngày trôi qua thành tuần mà không có tiến triển đáng kể nào tôi quyết tâm tìm tiểu Tinh nên đã ở lại thái lan thêm 2 tuần không ngừng thu thập thông tin tôi cùng gia đình của tiểu Tinh hợp sức họ đã bay đến ngay sau khi nghe tin chúng tôi cùng nhau tìm kiếm khắp các khu vực nói chuyện với người dân địa phương và liên hệ với những tổ chức đáng nghi hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó trong suốt khoảng thời gian này tôi ngày càng thân thiết với gia đình tiểu tình tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau của họ nhưng tôi không dám thừa nhận rằng vào đêm đó tôi đã nhận tâm phản bội cô ấy để tự cứu lấy mình mặc dù chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào những kẻ buôn người đã biến mất không dấu vết khiến chúng tôi ngày càng cảm thấy tuyệt vọng cuối cùng thực tế đã khiến tôi phải nhượng bộ công việc của tôi gặp nguy cơ gia đình cần tôi tôi đau đớn nhận ra rằng mình không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm vô tận này cuối cùng tôi đã đặt một vé máy bay để trở về nhà trong khi gia đình tiểu tình quyết định ở lại thái lan để tiếp tục tìm kiếm cô ấy khi bước lên máy bay tôi cảm thấy nỗi buồn sâu sắc như thể tôi một lần nữa bỏ rơi tiểu tình trở về nhà tôi cố gắng tiếp tục cuộc sống thường nhật nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình tiểu tình hy vọng rằng sẽ có một bước đột phá trong vụ án